Chồng yêu ơi. Trời ơi. Kính thưa quý vị và các bạn đang xem clip này, xưa giờ chỉ có một cái clip duy nhất là mình chỉ có chiên cái mandu thôi, mà rất là nhiều người xáo trộn cuộc đời của mình. Xáo trộn là cái gì? Xào xáo cuộc đời của mình. Nói là Harry Won không biết nói về món ăn gì hết trơn. Nhưng mà thật ra thì em cũng có những cái món ăn mà em biết làm. Cho nên hôm nay em sẽ chứng minh cho tất cả thế giới biết là hôm nay Harry Won cũng biết nấu món ăn cũng khá là ngon. Dạ. Em biết, bà hỏi biết rồi. Tôi nói mụ nội tôi cũng dám nhờ bà Chiên là thứ hai nữa chứ bà biết cái gì. Cái người nó biết là tôi nè, tôi biết cái cách nấu của bà rồi. Bà Chiên thì cái gì và cái món ăn nấu của Harry Won thì bây giờ Harry sẽ xin giới thiệu cho các bạn. Xin mời. Mọi người biết tại sao mà mọi người không ai có lòng tin về Harry không? Vũ cũng là người rất là đàng hoàng đó, nhưng mà các bạn nhớ lại những cái mà Harry đã từng trải qua, những cái ký ức mà Harry đã từng trải qua đi. Cái ký ức mà chiên menu cho chồng đi. Chị không biết gì hết trơn. Em không nhớ đó, hay là để chị gọi điện thoại cho mẹ em để chị nhắc. No. Em kiếm gì vậy? Em làm gì? Rửa một lần, sau đó thì em sẽ bỏ vào nước. Ủa em lấy nước gì vậy? Đủ nước nóng. Ok. Cho nên mình không có mất thời gian chị. Rồi. Em biết xài máy này không? Biết nha. Đó. Chị biết chưa, đây chưa? Không biết gì hết trơn. Coi thường em quá. Rồi, nấu nước sôi. Nấu nước sôi đi. Rồi sao nữa? Rồi chúng ta sẽ chờ đợi nước nó sôi. Mình sẽ chuẩn bị cái những cái mà mình đang cần. Ví dụ xin mời chị vô. Dạ, đây là những cái món mà yêu biết của Harry Won đó. Đây là chiếc mandu biết thôi, cái đó chị xuống mẹ em chị ăn được. Hôm nay không có chiên nha chị. Hôm nay thì làm kiểu hơi khác, tại vì cái món này mà nó có mandu nó rất là ngon. Là món gì? Ngon. Mì gói. Chính xác. Mà rất nhiều người không biết nấu mì gói Hàn Quốc nó ngon như thế nào, cho nên Harry mới muốn chỉ cho các bạn. Đây. Thì thứ nhất thì mình chúng ta sẽ cần những cái thứ này. Thì rất nhiều người nói là mì gói là mình bỏ vào mì gói thì nó ngon, thì tất nhiên là nó có những cái loại nó ngon chứ. Mà mình bỏ vào cái này thì nó sẽ ngon hơn, mà nó vị nó rất là đậm đà. Đó là kim chi, lá cải. Kim chi cải thảo hả? À kim chi. Em review em được đúng giùm chị được không? Tự nhiên kim chi lá cải là cái gì? Kim chi cải thảo cắt lá. Mà thí dụ như mà em không nhớ lá cải nhưng mà nó bằng lá chị đúng không? Nó không hề bằng lá, nó là thân. Nếu mà em không đọc đúng thì em cũng đọc bằng chữ Việt Nam đi, người ta có chữ Việt Nam nè. Này nhìn đây, nó cải mà nó bằng lá chị không? Một cái lá chị không? Cải là nó bằng lá, từng lá từng lá. Vậy còn chữ thảo đâu? Chữ thảo đâu? Tên nó là tên thảo á. Thì cải thảo, lá cải thảo. Ừ đó, tiếng chữ thảo. Người ta tên thảo. Nước nó sôi rồi kìa. Đây. Đây. Chúng ta sẽ mở cái này. Rất là nhiều người không biết về cái này. Đây là một cái tip mà chỉ có Harry mới chỉ cho các bạn thôi, chứ các bạn kia chưa chắc là chị nha. Đây. Cái này nước nó nóng quá. Rồi bỏ. Cái này ăn sống cũng ngon lắm á. Ăn không vậy cũng ngon nữa đó. Đổ vào đây khoảng chừng 50%. 50%. Dạ. Ê cha. Chị nhìn không thôi là chị đã thấy chảy nước miếng rồi đó. Ôi cha. Chị có biết không? Kim chi cải thảo. Cái tính mạng của kim chi cải thảo là cái nước của này. Tính mạng là cái gì? Linh hồn. Cái quan trọng. Thấy không? Đây. Mình trộn vậy. Cái tính mạng của kim chi cải thảo là nước nha mọi người. Dạ. Yeah. Cái nước sốt của nó nha chị. Đây. Còn nghe mình nửa hộp. Mùi thơm quá. Trời ơi em ơi. Chị chảy nước miếng luôn á. Có nghe không? Nó rất là giòn. Chị biết không? Kim chi mà nó rất ngon.
kim chi nó phải có cái hơi thở riêng của nó phải tươi tắn. Khi mà mình ăn xà lách tươi thì nó rất là cắn, cái nó giòn giòn, thì cái này cũng y như vậy. Nó phải giòn mới ngon đúng không? Phải giòn. Mà muốn giòn là nó phải tươi. Nó mới giòn. Nó phải tươi. Mà cái này được, cái này cái đó làm tốt thiệt. Rất là tốt nha chị. Các bạn. Nhưng mà Harry thấy ở bên Việt Nam cũng, em thấy bán kim chi cũng chỉ có một loại này thôi hả? Đúng rồi. Không, mà chị thấy hiệu này là ngon nhất. Hiệu này là bán chạy nhất rồi. Đúng rồi. Công nhận. Ủa, nhưng mà chị á, hôm chị đọc á là chị thấy kim chi này là có thêm mấy cái men tốt cho tiêu hóa lắm á. Tốt chị ạ, kim chi là món có men. Ừ, đúng chị rồi. Dầu vừa có men. Đúng rồi. Cái này cũng có men. Đúng đó. Rồi, tốt cho sức khỏe. Tốt đúng cho rồi. Tiêu hóa. Và bây giờ chị mới bỏ vào cái bột nêm. Bột của mì. Ừ. Đó. Sau chị mới nấu thôi. Ừ. Thôi là chị có bỏ vào cái... Tại vì bình thường là người ta không có bỏ vào kim chi mà chỉ có bỏ vào cái bột đó thôi. Đúng rồi. Bỏ vào bột đó thì vẫn ngon vì ngon nha, nhưng mà nó không có đủ thấm mà đậm đà, thiệt là đậm đà. Cho nên mới Harry phải chỉ cho các bạn như vậy. Các bạn có thể ăn một cách rất là hưởng thụ và nó rất là đậm đà. Mà các bạn ơi, cái này phải nóng thiệt là nóng, sôi thiệt là sôi thì mới bỏ vào cái mì nha. Không có bỏ mì trước nha, mà bỏ vào mì trước thì mì nó nở quá thì nó không có ngon nha. Ừ. Đấy. Kiếm gì nữa? Đây. Quên. Em tưởng là chocolate. Đây. Em bỏ bánh đu vô luôn hả? Yes. Ngon. Người không có biết, trời ơi. Ở Hàn Quốc thì người ta khi mà người ta ăn á, người ta hỏi là bây giờ cô muốn loại gì, thì người ta bình thường là ăn muốn đơn giản nhất là có trứng. Ừ. Còn có nhiều người thích kim chi thì người ta thích, nói là người ta có thích mì kim chi. Ừ. Còn có người thì thích mandu thì Harry là người cực kỳ mê mandu. Và một cái thì Harry nghĩ là chắc bỏ vào hai cái thôi. Sao mà hai cái. Chị ba cái. Kêu thì chuyện của chị, em không nấu cho chị, em chỉ có mình em ăn đại. Vậy thôi em tự quay. Chị bỏ thêm một cái đi, chị thích cái đó mà. Không tiết kiệm, để lát tối em ăn dành. Nấu hết mì đi, để lát hồi em chiên cũng vậy à. Ê, bỏ vào đi, chung luôn, làm cho nó nấu chung. Để, tại vì nó sẽ nó chín lâu hơn là cái mì. Làm cho nó nóng thì cho nóng. Rồi lát mà bỏ ra, khỏi nó ngon lắm. Trời ơi, nhận đồ ăn thì cũng không nên cãi. Nhưng mà em ăn thì được thôi, chứ em làm thì không tin lắm nè. Đừng. Xôi rồi nè, thơm quá đó. Xôi rồi. À, bây giờ thì chúng ta sẽ... Thơm quá em ơi. Bỏ vào nha chị. Bỏ mì gói vô. Yes. Ừ. Em che cái nồi mì của chị rồi. Ở đây. Thơm. Mà đồ đó nó thấm cái nước của kim chi kìa. Ôi chị ơi, đây mới là xuất sắc cho người ta không biết mà tôi. Nó mình chị đừng có quay cái đập, chị quay cái nội dung chính mà thôi. Chị đừng có quay. Cái nội dung chính là cái đó đó. Nội dung chính là cái đây nè chị. Nội dung chính là cái đó nha mọi người. Trời ơi, chị ơi. Chị cho em coi cái thời gian nè, đây. Em coi thời gian. Đây, coi. Bây giờ là lấy miếng cái nén nha. Cái đồng hồ xịn chứ. Bây giờ là 45 phút nè, đúng không? Ừ. Thì đúng 2 phút rưỡi là xong. Ừ. Chị hiểu không? Cái đồng hồ cà chê của chị 2 phút rưỡi. 2 phút rưỡi nữa nha chị. 2 phút rưỡi nha, nhớ nha. Để chị canh nha. Yes. Trời ơi, mẹ ơi. Ôi trời, chết rồi. Ê, có chuyện làm bể cái mandu nha. Dạ, em rất là cẩn thận nha. Em chỉ có làm cái này thôi. Trời, kim chi thơm quá em ơi. Xuất sắc. Nhưng mà chị ơi, em nói cho chị nha. Ừ. Ở đây mà bể mandu vẫn còn ngon luôn. Tại vì những cái thịt của ở trong nó tràn ra. Xong rồi thì nó có cái thịt ở trong đây luôn. Chị hiểu không? Nhưng mà em có chừa lại. Hồi nãy em có chừa lại mà đúng không? Lát mình ăn thêm, mình ăn kèm. Đúng rồi chị. Em có để chừa hết luôn đó. Xuất sắc. Vậy thôi, mình chờ đợi thôi. Còn muốn gì nữa? Ai, con nhìn cái mandu nó mập kìa. Trời ơi. Nó chín nó mập lên kìa. Trời ơi sao còn ngon. Thơm muốn chết luôn á. Má ơi. Đang nấu chưa, mà. Chưa. Mà thơm quá. Mandu mì. Mì mandu. Mì mì. Tao nó mandu mì cũng được. Mandu. Ai da. Còn thiệt luôn đúng không? Nghe mùi thôi là đã thấy rồi. Ngon lắm hả? Tức thiệt chứ. Đang quay không ăn được.
không hề có xì. Chất lượng, làm chất lượng. Coi giờ đi chị. Đó, giờ là đủ rồi nè. Đây. Đặt. Em đang làm gì vậy? Mọi người phải thông cảm cho Harry, tại hôm qua mới đi di chuyển nhà đó mọi người. Thế mình cũng biết cái chén mình nó nằm ở đâu. Ai có biết chén ở đâu không? Anh gì thôi. Cái tô mình ở đâu vậy ta? Tô. Đó, cuối cùng cái tủ cuối cùng thì mới có nè. Còn cái tủ cuối cùng cũng không chịu kiếm nữa. Nó cái tủ cuối cùng mới có. Ủa anh lấy cái gì vậy? Cái đó là cái tô hả? Hay là cái... Yes, đây là cái tô. Sao giống cái chậu ong vậy? Có chắc không? Đó. Trời ơi, cái gì mà đừng ăn được lại đó là tô rồi chị, đừng có cãi nha em. Nè, coi nghệ sĩ. Cẩn thận nha, coi chừng chảy nha. Chị sợ quá Harry. Ôi chà, thơm quá em ơi. Oh my god. Đây rồi. Oh my god. Trời ơi, trời ơi, kim chi ngon quá em ơi. Em lấy cái gì vậy? Rồi bây giờ đến phiên chị ăn, chị reaction là em cầm chị đi. No. Em cầm chị không có thời gian. Đây là của em. Lấy cái hộp kia lên luôn. Em cầm xì lạnh nha. Em cầm. Chồng ơi chồng. Ủa, em kêu chồng em ra ăn rồi, lát mà chị ăn gì? Chị không có ăn. Chị quay thôi, chị nói là sao hồi nãy chị chen tan nát là chị nói là chị không ăn thì chị mới quay. Chẳng lẽ bây giờ thôi, tự nhiên chị bây giờ đòi ăn. Em phải biết lịch sự, em mời chị chút xíu chứ. Trời trời, thôi đút cho chị đi. Nào, chồng yêu ơi. Trời ơi. Đi quay em đi. Các bạn thấy không? Tôi cũng biết nấu ăn ngon. Gái là bà bỏ nhiều kim chi vô hơi nhiều hơi chua thôi. Tại vì em thích ăn hơi chua chua tí. Trời ơi. Nhưng mà nó thấm không? Thấm lắm. Má ngon, ăn thích mà. Các bạn ơi, đó, ai đã chứng minh rồi. Các bạn đừng có chê bai Harry Won nữa nhé. Không, nhưng mà chị nghĩ là sau cái clip này mọi người sẽ mua cái kim chi cải thảo này về ăn á. Em biết lý do tại sao không? Chị quay không mà chị chảy nước miếng luôn á. Hỏi sao mà người ta coi mà người ta không thích được. Thích thiệt luôn á. Hấp dẫn thiệt luôn á. Mì phải buộc có là kim chi. Kim chi, mì mà có kim chi là coi như là hoàn hảo. Đó là rớt. Họ chắc là người Hàn Quốc ai cũng sẽ biết rồi bạn. Em nghĩ á, người Việt Nam mà biết ăn kim chi cải thảo một lần thôi, ăn chung với Mỹ thôi là coi như là từ đó là sau cuộc đời, hết cuộc đời luôn là không thể quên kim chi cải thảo. Không nhau. Các bạn nhớ nha, phải bỏ vào thêm mango nữa, nó sẽ rất là đậm đà nữa, trời ơi, xuất sắc lắm. Ngon quá ngon. Chị cứ quay em ăn đi, em thì sẽ cứ ăn. Từ từ cứ ăn. Tắt máy nha. Thật sự luôn á. Ngon quá, thích ngon.